Thì bây giờ cái bản xâm cầm này là bản mới nhất. Anh em nào mà đánh chim xâm cầm, mồng cát hay là vịt trời hay là một số loại chim đêm thì liên hệ với Thuận qua số điện thoại trên màn hình để Thuận tư vấn thêm cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ Thuận trong thời gian qua. Chào anh em. Gặp Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha. Đây chỉ là một đoạn ngắn trong tiếng chim chuẩn đầy đủ và cập nhật mới nhất để đi bẫy cùng rất là nhiều loại tiếng chim khác hay hơn. Thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp Thuận để được bên em tư vấn thêm chi tiết nha.